Ok, xin chào các thì mình sẽ làm cho bạn một clip nói về Python Overview. Nên hôm nay mình hơi mệt. Nên bây giờ Python mình sẽ không dùng code nữa mà mình dùng một cái doc của mình để giảng cho các bạn hiểu về Python. Thì chứ còn code thì trên mạng rất là nhiều, mình có thể lên và tìm hiểu, nhưng quan trọng nhất là nền tảng cơ bản. Đây, ok, mình sẽ những cuốn như thế này thì hoàn toàn bằng tiếng Anh. Những cuốn như thế này thì bạn có thể tìm trên web rất là nhiều. Thì Python có hai phiên bản, đó chính là Python 2 và Python 3. Bạn cài phiên bản nào cũng được. Còn về sự khác nhau thì các bạn có thể tìm câu trả lời trên mạng. Thì đối với quyển sách này, Introduction Python, thì nó sẽ có nhiều chương. Trong đó chương thứ 8 có vẻ rất quan trọng, đó là làm sao đoạn với cái CSV JSON và HTML và kết nối với NoSQL data. Chapter 9 thì nói về API framework và web. Chapter 10 nói về automated system. Chapter 11 nói về mạng TCP socket. Chapter 12 EDA. Thì quyển sách này 1.300 trang, thì bạn có thể tìm trên mạng. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ đi lướt những thành phần cơ bản. Python là nguồn ngôn ngữ phiên dịch, có nghĩa là sẽ chạy từ dòng lên một, ví dụ như là bạn đếm với vòng for countdown 5 thì nó sẽ hiện ra cái countdown như thế này. Có thể tự compile để lấy tựa lấy code. Mình sẽ dùng Visual Studio chạy cái này cho bạn xem. Thì đọc trong document thì bạn có thể xem ngay cái kết quả của dòng lệnh. Ví dụ. Sẽ go debug. Cái bây giờ attention nó hơi bị lâu các bạn cố gắng, bởi vì có nhiều chủ đề cho nên mình sẽ cố gắng ly chuyên rất nhiều. Mỗi chủ đề mình ly chuyên một thời gian ngắn thôi, để có thể bao quát hết tất cả. Ok, cái thời gian chạy chương trình khá là lâu. Mình sẽ thử xem có cái bài tính khác hay không. Có lỗi nào.
sử dụng Anaconda. Studio có vấn đề. Tiếp, chính là list. List là gì? Nó cũng giống như mảng ở trong C là tập hợp nhiều phần tử, thì list thì nó sẽ tập hợp cũng có nhiều phần tử được khai báo bởi cái clip này và bởi ngăn cách bởi dấu phẩy, thì bạn sẽ thấy được cái mã này. Thì bạn in ra clip thứ ba thì nó đến bên đây từ 0 1 2 3, nó sẽ cho bạn là be das edit my. Đây là một chương trình, đây cũng chính là một list. Thì ở đây nó sẽ in ra cái curly, có nghĩa là đối với curly thì sẽ in ra gì? Nose, thì gọi là curly sign nose. Chấm ở đây là có nghĩa là tương đương với như bằng. Bạn có thể dễ dàng học Python cơ bản qua cái tài document này, nó giải thích rất là dễ hiểu. Đây chính là import thư viện từ YouTube, rồi sau đó print ra cái title video với chương trình như thế này chẳng hạn. Thì mình sẽ cố gắng chạy code cho bạn xem. Tại cái trình biên dịch nó khá là củ chuối giống như này. Mình sẽ lên mạng cài lại cái trình EDM Python. Thì toàn bộ doc của Python thì tốt nhất thì bạn nên đọc ở chính cái trang chủ này. Ở trang chủ có cái phần là documentation hoặc là phần audio này, bạn vào chỗ audio này, bạn sẽ xem những cái bài nói về vocab, nói về Python, PyPython vocab, ví dụ nói về 5 phút viết Python chẳng hạn, kiểu những cái bài nói như thế này, Python Interest Video Series Demonstration. Hoặc là các bạn vào đọc, ví dụ nên lít lít đọc ở đây có wiki, các bạn chọn đen viết ở đây. Ngôn ngữ ở đây là ngôn tất cả các thứ tiếng, có là tiếng Việt, bạn chọn tiếng Việt ở đây. Hiểu. Để các bài các bạn dịch tiếng Việt của tài liệu này, ví dụ như viết thân chẳng hạn, cách dùng bi thân, sách giáo khoa về bi thân, bài tập về bi thân, forum thread, đây bi thân cho người Việt. Bạn có thể xem những bài như thế này, ví dụ như là mấy học phổ thông chẳng hạn, nguồn nguyên liệu data như thế này. Đây là cái chương trình dạy về machine learning bài thân cho người Việt, bạn có thể lên đây xem lấy data set thế nào, cột thế nào.
Redis như thế nào? Mô hình này khá là hay không? SQL data. Rồi có những chương trình ví dụ như Python là tra cứu nghĩa tiếng Việt của nó từ trong một đơn giản hạn. Thì sử như bạn tra cứu nghĩa tự động thì bạn sử dụng Python kiểu như thế này, có thể ứng dụng đi rất là nhiều. Wikipedia về Python, bài tập đó. Đây là một cách mà trang chủ các bạn tìm kiếm tài liệu. Download, mình sẽ download cái bản release 3.7. Binary. Ok. Đào bạn Windows. Executable. Bạn sẽ tiếp tục, bạn có thể có cái code này và chạy điều quan trọng là khi học lập trình đó chính là học cách sửa lỗi. Mình đã cài Python 3 rồi nhưng mà không thấy cái IDE, thì kích vào cái IDE này. Mình đang trong quá trình reinstall lại, bạn thử đọc trước chương trình này và nghiên cứu xem nó làm cái gì. Ta sẽ run chương trình này.
lỗi syntax. Ở đây có lỗi kết nối của cái file YouTube. Thì nếu mình mở đường link này thì mình có thấy cái gì? Copy cái đường link này. Đây, đây này bị lỗi rồi. Internet tài liệu khác. Nhưng mà chung quy lại thì ở đây hướng dẫn là nó sẽ in ra cái bài hát này. Đây cũng là một cái ví dụ gọi gửi đi khoét. Đây là một số ví dụ về shell script để mọi người C và cộng và C Java. Đây đang nói về code PHP so sánh Python với các nguồn lập trình khác, rồi sự khác nhau giữa Python 2 và Python 3 là gì. Install Python. Như vậy giờ sử cho cái chương như này, bạn có thể vô cái đây để clear cái thì bạn có thể gõ 61 tên là 71 RCC là 4.2.1 bên 3.7.3. Ví dụ các bạn in ra một cái in ra giá trị và các bạn chạy một cái file Python bằng cách câu lệnh Python và tên file, bạn lưu bây bạn bằng bạn đưa giá trị 61 vào trong cái file này, bạn cũng in ra 61. Đây là import import div, đây là cái bề mặt định của bản thân import div. Đây là một cái import về một cái gen là Python, một cái kiểu như là sấm nguồn này để vui thôi. Hay nói về string và variable thì ta sẽ biết là nó cũng ngôn ngữ thì cũng sẽ có các biến, thì biến thì nó sẽ có biến boolean, true, false, integer, float, string. Thì trong time max ví dụ nó có một giá trị là a bằng 7 chẳng hạn, a bằng 7 bạn print ra a thì có nghĩa là a bằng 7. Và một ví dụ khác a bằng 7 win a
B và A. Win B, như vậy B số thì là bằng 7. Thay đây là trả về kiểu của biến. Ví dụ thay A kiểu in là T, sửa bằng cho C bằng 7.7, thay C thì trả về kiểu float. Đây là cái các từ khóa ở trong bài thân, cũng có cộng trừ nhân chia, đó là phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản. Và với số âm chẳng hạn, nhân chia dư chia cho không, lỗi, gán các biến như bình thường, có những cái đường là chia hết cho ba, chia với chỉ nó bằng ba kiểu như vậy. Deep mode lấy phần dư và lấy số chia nguyên và lấy phần dư. Rồi cũng có thể thực hiện câu lệnh dự phân, ví dụ 0 b 10 còn 2 decimal 1 và 0. À, ví dụ octane base 8 của 1 hay 0 là bằng 8, hoặc là 0x10 mà hết chẳng hạn 16. True hoặc false, đây là thứ rất căn bản về bài thân. Ví dụ có những cái phép có thể nhân tùy ý các kiểu, in ra string. À, gắn ở đây là một bài thơ. Chào bạn, đây là phí. Syntax error. Ok. Green. Kiểu như vậy. Để sẽ lướt đi những cái nào nó thực sự hay, ví dụ như là ở cái chuỗi mảng này đi ra giá trị không, phần tử không thì nó là A, một thì ra là gì, B. Đó. Trừ hai là nó sẽ đếm ngược từ cuối đầu ra y z y. Không, nó sẽ trừ ngược lại, đây là không, đây là một, đây là -1, đây là -2. Yeah, là in từ khoảng MNO này,
và chia. Mình sẽ lướt nhanh và cái phần function nó cũng giống như các ngôn ngữ khác, nó có được có hàm khai báo bằng từ khóa def, tên hàm và thân hàm. Cũng này nó rất là cơ bản. Đây một cái hàm của bài thân. Bạn đã tìm hiểu cell là nghĩa là gì? Nó chính là cái argument. Ok. Cuối cùng với các bạn là inbox time chẳng hạn. Tài liệu tiếng Việt của bài thân trên mạng có rất là nhiều. Bạn có thể gõ. Quan trọng là một video hướng dẫn các bạn tự học. Đây rất nhiều tài liệu, vô cùng nhiều. Và bạn muốn tìm được khóa đi thân cả. Đúng rồi. Có nhiều trang. Còn nếu có trang học về Python online thì cuốn này khóa học trên YouTube bằng tiếng Anh rất nhiều, hoặc là Code Academy nhà hàng W3 School Online Python Tutorial Board Coursera và vân vân lên bài thân rất là nhiều. Beginner online, đây là những cái trang học và bài thân rất nhiều rất nhiều, nhưng khó một xíu tiếng Anh thôi. Các bạn đừng có vừa dịch. Đây rất nhiều nói về basic, nói về advanced, GUI rất nhiều, chuyện Tinker và chuyện GUI Python này. Đây. Kiểu như thế này, bài tập sơ sai qua sẽ sample lưu code từ bài thân rất nhiều. À, cách sử dụng hàm này kiểu như vậy, cách chạy code, chạy từng nhóm lệnh cái gì nó ra, rồi mô tả tốt là gì, list là gì kiểu như vậy. Frame, đây một frame chạy thì top nào đây giống như cái nốt trong liên lít vậy. Ly hết chắc là khá hay, có thể Visual C là Visual Code, một code như thế này nè. Win nhá, ghi rồi code không support kiểu như thế này, main start. Chạy trên này thì không có gì cả, rồi ở đây bạn
include. Trang video code này khá là hay. Những chân như thế này hả? Forward inline 2 start chưa gì forward hết chương trình DC có thể Visual Java được Ruby C C cũng cộng bài thân chẳng hạn các bạn là a bằng một a cộng một a cộng hai b a cái này frame một ok rồi học trực quan thì mình sẽ lưu trang này lại visual có thể dễ dàng để code cho các bạn. Ok vậy mình đã kết thúc cái bài giảng ở đây, xin chúc các bạn học tốt.